Công an Việt Nam là lực lượng công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, dựa vào dân làm việc, vì nhân dân mà chiến đấu. Sự gắn bó mật thiết với nhân dân là giá trị cốt lõi của công tác xây dựng lực lượng mà ngành công an tập trung hướng tới. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, phong trào dân vận khéo đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo được niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở cơ sở. Câu chuyện tại xã biên giới Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dù sao, họ Ngọc Lâm lắm, cho nên mấy con hỏa dốc này già, nhìn già như thế. Cho nên công an xã Ngọc Lâm nó không bảo giờ mấy ta mà lúc. 6 giờ chiều, các cán bộ chiến sĩ công an xã Ngọc Lâm lại tất bật lên đường làm nhiệm vụ. Chiếc loa kéo phát nội dung bằng cả tiếng Kinh và tiếng Thái. Những nội dung này được Thượng úy Lương Văn Hà trực tiếp phiên dịch và ghi âm. Là người con sinh ra từ bản làng, sau thời gian học tập, công tác, anh trở về làm công an chính quy tại xã nhà. Một cán bộ người con em dân tộc thì đặc biệt tôi thấm nhuần cái nội dung về việc công tác dân vận. Quá trình mình đi tuyên truyền vận động thì mình có thể sử dụng tiếng dân tộc và tiếng Thái để có thể giải thích cho họ hiểu vấn đề. Xã Ngọc Lâm là một trong những xã biên giới của huyện Thanh Chương. Với đặc thù là xã tái định cư, địa bàn trải rộng, các bản cách xa nhau. Tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Với quyết tâm xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy, các chiến sĩ công an đến từng nhà vận động người dân. Buổi tối là khoảng thời gian thích hợp nhất. Nói chung cũng tuyên truyền nhiều thứ, nhiều cái nào khó nói quá, khó hiểu quá thì phân tích ra tiếng Thái. Cái nào là dễ hiểu thì nói tiếng Kinh. Như thế nào thì các anh cũng dặn dò từng người dân, từng hộ gia đình, ngăn cản cái nạn xã hội như cái ma túy hoặc là trộm cắp. Mọi người đi cẩn thận nhé. Nên nó vải nà, chẳng mẹn cái nà. Thì mình sẽ phải dân thảo. Mình nếu hào hù hào thằng vả thì bố hù hào hàm vải, lỡ cái giặc xoay. Bố thật sự. Thế lỡ cả màn bái màn ma cả chụp. Các anh công an ở đây rất thân thiện, gần gũi. Các đồng chí cũng hay xuống tuyên truyền cho bà con, không xa vào tệ nạn xã hội. Nhờ có các đồng chí tuyên truyền mà mọi người cùng hiểu và chấp hành tốt hơn. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam, những chiến sĩ công an ở cơ sở đang góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, tạo được niềm tin yêu trong lòng nhân dân.